bộ phim diễn ra ở một nước nào đó tên Mỹ, một thảm họa kinh khủng đã lan tràn ở các bang phía Bắc. Vấn đề của thảm họa này là bất cứ ai nói chuyện sẽ chết. Bản tin mới nhất thông báo là rất nhiều người đã là nạn nhân của thảm họa. Trong một video khác, một cô nàng hoảng loạn đang tự quay lại video trong xe. Miệng con gái cô đã bị dán chặt lại để nó không la hét. Cô nàng thì đang cầm tấm biển ghi là đừng tạo tiếng động. Theo tình hình này, chính phủ đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp. Khuyến cáo mọi người ở trong nhà và tắt điện thoại đi. Và chỉ vài ngày sau, thảm họa đã tàn phá phần lớn của đất nước. Ở một ga tàu điện ngầm, máu me với thi thể trải dài khắp nơi. Những người còn sống đã chạy vào nấp trong các toa tàu điện ngầm. Nơm nớp hy vọng thảm họa này sẽ biến mất. Bỗng nhiên, một đứa bé khóc giống lên và mẹ dỗ không chịu nín. Nhóm kia quá sợ hãi nên họ muốn đưa đứa bé xuống khỏi tàu và mẹ quyết định đi cùng em bé. Không may là đứa bé vẫn không nín khóc nên một cảnh tượng đã xảy ra, có thứ gì đó nuốt chửng hai người. Sau đó, bộ phim quay lại thời gian mọi thứ mới bắt đầu. Một nhóm khảo cổ học đang đục một cái đường hầm ở Pennsylvania, sâu 1.000 bước so với đường mòn Appalachian. Họ đi vào một khu vực hầm to lớn chưa từng thấy trước đây. Cả nhóm ăn mừng, nhưng ngay sau đó, họ nghe âm thanh lạ phát ra từ bên trong đó. Rồi cả hai nhà khảo cổ bị những sinh vật bay kỳ lạ tàn sát. Sau đó chúng bay ra khỏi đường hầm. Ta tới với một trường cấp 3 ở Montclair, New Jersey. Một cô học sinh khiếm thính tên Ellie Andrew đang chờ xe buýt thì nghe một đám đầu trâu mặt ngựa đang cà khịa vì cô bị điếc. Cô mặc kệ rồi đi bộ về nhà luôn. Ellie mất khả năng nghe do một tai nạn xe hơi 3 năm trước. Cô cũng mất ông bà nội trong tai nạn đó luôn. Cô học giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, đọc môi người khác và thái độ của họ. Trong lúc đó, cậu chàng tên Rob đi tới và muốn đưa vô về nhà. Cả hai đều cờ rớt nhau nhưng lại quá ngại nên không chịu thừa nhận. Còn cha của Ellie là Hugh đang gọi điện cho vợ là Kelly. Cô nói với chồng là con gái lại đang bị bắt nạt ở trường. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao cả. Từ khi Ellie mất khả năng nghe thì Hugh với Kelly đều bảo bọc con gái rất nhiều. Đôi khi còn cãi nhau về vấn đề của Ellie. Cô bé sống với cha mẹ, em trai rút và người bà bị ung thư lin. Gia đình cô cũng có chú chó tên là Otis. Tối hôm đó, Rob gửi cho Ellie một video kinh hoàng về cảnh đàn rơi to lớn đang bay đi đâu đó. 3 giờ sáng, Kelly gọi Ellie dậy rồi đưa cô xuống lầu. Cô thấy cả gia đình đang tập trung ở phòng khách, vừa nhìn TV vừa rất lo lắng. Mọi cửa sổ đều đóng kín và lò sưởi thì bị dán chặt lại. TV đưa tin là nhiều bang của mẽo đang bị một loài sinh vật giống thằn lằn bay tấn công. Họ gọi nó là vep. Chúng được thả ra khi những nhà khảo cổ đục lủng một cái hang lâu đời đã bị bịt kín cả triệu năm qua. Loài vật có thể giết chết con người chỉ trong vài giây và định vị con người bằng âm thanh. Vì thế mà chính phủ Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người hãy yên lặng ở yên trong nhà. Khi mọi người đang lo lắng coi TV thì Ellie nói họ nên chuyển về miền quê xa xôi vì ở đó yên ắng an toàn hơn. Hugh đồng ý và mọi người cũng soạn đồ chuẩn bị đi. Bạn của Hugh là Glenn cũng tham gia. Thế là có hai xe cùng nhau đi về nơi xa. Sau đó, Ellie với gia đình dừng lại ở một trạm xăng để đổ xăng. Cô nhân cơ hội này mà đưa Otis đi đáy, còn Hugh thì cố an ủi cậu con trai rút. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng hét của Ellie nên đã chạy tới đó. Một ông già đang chĩa súng vào cô và đòi chìa khóa xe của Hugh. Hugh ok đưa cho ổng nhưng Glenn đã tới kịp lúc bắn vào chân ông già ăn cướp. Hugh hoảng loạn lấy súng của ổng rồi cũng lái xe đi, thế là ổng cũng bị đám rơi làm thịt luôn. Nhưng họ chỉ đi được ít lâu thì đã bị kẹt xe ngay trên đường quốc lộ vì quá đông. Glenn đưa ra một ý kiến và họ phải đi theo hướng khác. Đó là lái theo con đường mòn. Bỗng Glenn gặp mặt mấy con nai đang chảy nhiều máu. Anh đánh lái để không tông phải chúng nhưng xe đã bị lật sâu xuống dưới mương. Hugh nhanh chóng chạy tới cứu và thấy Glenn vẫn còn sống. Nhưng xui là anh mắc kẹt trong cái xe rồi. Mọi người tìm hết cách để cứu Glenn. Dùng xà beng để bậy cái cửa xe ra. Gọi điện cho 911 nhưng vô dụng hết. Sau cùng, Glenn biết mình sắp ra đi vì chảy máu quá nhiều nên anh nói Hugh đưa anh khẩu súng của mình rồi hãy rời đi đi. Hugh không hề muốn để người bạn thân nhất ở lại một mình. Nhưng vì sự an toàn của gia đình nên anh cũng phải rời đi. Xui xẻo là khi họ định rời đi thì Otis cảm nhận được gì đó rồi nó sủa lên điên cuồng. Lũ vep bị thu hút rồi chúng bắt đầu lao vào tấn công con xe. Khi mọi người đang tuyệt vọng thì người bạn thân đang kẹt trong xe đã bắn súng để dụ lũ rơi bay tới chỗ anh. Glenn cứu được gia đình Hugh trong gang tấc nhưng anh đã không qua khỏi. Trong lúc đó thì Otis sủa liên hồi nên họ đành phải đưa ra lựa chọn đau lòng. Hugh phải thả Otis ra khỏi xe để gia đình an toàn.
Gia đình biết là không thể lái xe đi vì tiếng động cơ sẽ thu hút lũ vep nên họ bỏ xe luôn. Hưu đốt luôn con xe để đánh lạc hướng chúng rồi cả nhà đi bộ, hy vọng tìm được nơi trú ẩn tốt. Họ đi bộ cả tiếng và Lin khó khăn không đi được vì căn bệnh, ho nhiều làm gia đình nguy hiểm. Tối hôm đó, gia đình tới được một căn nhà giữa rừng được rào chắn kỹ càng với hàng rào cao. Khi họ cố đi vào thì cửa phát ra tiếng thu hút lũ vep bay tới. Sau đó, chủ nhà cầm súng đi ra ngoài, có vẻ như không biết tình hình hiện tại. Bà cố dọa người bên ngoài đi nhưng đã bị lũ vep bay tới tấn công. Sau vụ tai nạn thương tâm, Hugh kiểm tra xung quanh để tìm lối ra và tìm được một đường dẫn nước dẫn vào trong nhà. Hugh đi vào trong nhà trước để kiểm tra an toàn. Sau đó anh ra hiệu cho gia đình đi vào. Nhưng xui cái là khi rút bò vào trong cống thì lại ré lên do đụng ngay con rắn nên lũ vep đã bay tới. Chúng giết con rắn nhưng cũng cắn vào chân của Kelly. Hugh nhanh trí bật cái máy cắt gỗ lên đánh lạc hướng xử lý chúng luôn. Chúng lao đầu vào buồng cắt như thiêu thân. Hên là cả gia đình đều vô được nhà. Họ xử lý vết thương của Kelly rồi chuẩn bị đi ngủ. Ellie liên lạc với Rob và biết cha mẹ cậu đã bị lũ vep kia tấn công. Ellie lo lắng muốn cậu rời khỏi thành phố nhưng cậu chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã bị ngắt. Trong lúc đó, tình hình hỗn loạn này đã sản sinh ra một tôn giáo mê tín. Chúng đang tuyển thêm người và hạ sát những người không tin. Ngày hôm sau, khi Lin đang kiểm tra vết thương của Kelly thì thấy nó đã bị nhiễm trùng. Nó sẽ sớm lan ra nếu không có kháng sinh. Hugh ra ngoài cùng Ellie tìm tiệm thuốc. Sau khi đi được một giờ, họ tới được một thành phố tan hoang rồi tìm tiệm thuốc. Họ tìm được nhưng nó mất điện, nát tươm và toàn mùi tanh của máu. Cả hai phải nín thở vì quá nồng nặc. Hugh mau chóng đi lấy thuốc, còn Ellie thấy trứng của vep đang được ấp trong thi thể người. Cô vô tình tạo tiếng động thu hút lũ quái vật tới. Thế là hai người mặc kẹt trong vòng tay của lũ vep. Hugh mau chóng nghĩ ra một kế hoạch, anh đốt một ngọn đuốc lên để kích hoạt chuông báo cháy. Tiếng ồn từ đó với nước được phun ra đã làm sao nhãng lũ quái vật. Cả hai nhẹ nhàng lẻn ra ngoài thành công. Ở bên ngoài, họ bị Reverend chặn đường lại, anh ta đã bị mất lưỡi. Hóa ra anh ta là thủ lĩnh của cái tà đạo kia, đang đi chiêu mộ người mới và giết người không tin vào họ. Hắn muốn họ gia nhập vào nhưng Hugh không chịu rồi đi thẳng. Họ cũng về nhà an toàn với thuốc kháng sinh và Kelly bắt đầu hồi phục lại. Ngày hôm sau, Ellie tới chỗ Hugh nói rằng cô đã xem tin tức tối hôm qua và biết được lũ vep không chịu được nhiệt độ lạnh. Nên những người ở vùng lạnh vẫn sống sót tốt. Cô cũng nói tới một vùng gọi là vùng xám. Đây là khu vực không hề có điện, con người thì bị tách biệt với thế giới bên ngoài do pin điện thoại với máy tính đã hết. Dường như thời kỳ đồ đá đang quay trở lại. Chiều hôm đó, thằng kia với đám tín đồ đã tới nhà của Hugh. Hắn lại mời Hugh gia nhập nhưng tất nhiên là ông từ chối. Khi Hugh muốn đi vào thì thằng kia chặn lại vì muốn nói gì đó. Ý là muốn nhắm vào Ellie. Hugh nhìn xong thì đi vào nhà. Tên kia tưởng Hugh vào để đưa con gái ra nhưng ông lại dùng tới vũ khí nhân quyền. Nhưng đám kia không sợ vì biết không sẽ không bắn. Nếu bắn thì quá ồn và sẽ thu hút lũ quái vật tới. Hugh điên máu mở chốt an toàn ra rồi lũ kia cũng biến đi. Tối hôm đó, Ellie nhận được tin nhắn từ Rob. Cậu nói rằng cậu đang di chuyển lên phía bắc đến nơi trú ẩn. Nó là một nơi giữ an toàn cho mọi người khỏi lũ quái. Nhưng Ellie chưa kịp hỏi thêm thì cô đã mất tín hiệu. Giữa đêm, Hugh với Kelly tỉnh dậy vì tiếng ồn bên ngoài. Ông cầm súng lên kiểm tra cửa chính còn Kelly đi đánh thức Lin với Ruth. Hugh không thấy ai bên ngoài cả. Nhưng khi Ruth kiểm tra thì thấy một cô bé nhỏ tuổi đứng ngay bên ngoài. Cô bé nhìn tội nghiệp nên Kelly để con bé đi vào trong. Gia đình lo lắng trùm chăn cho con bé rồi hỏi nó làm sao tới được nơi này nhưng nó không trả lời gì hết. Bỗng Kelly thấy vết sẹo trên cằm con bé rồi Hugh kiểm tra miệng nó. Quả đúng như những gì họ sợ, con bé đã bị mất ấy rồi. Con bé là thành viên của hội thánh và chắc là thằng già kia đã gửi nó tới. Giờ gia đình không biết làm sao. Bỗng họ kiểm tra bụng nó thì thấy có cả đống điện thoại cột trong người. Cùng lúc đó, Ellie tỉnh dậy thì thấy có một cái điện thoại được dán chặt vào cửa sổ. Báo thức chợt vang lên thu hút lũ quái vật tới làm Ellie hoảng sợ. Điện thoại trên người con bé kia cũng vang lên và gia đình phải cố gỡ nó ra. Hugh nhét hết điện thoại vào xô nước còn Ellie chạy xuống phòng khách trốn. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng. Lũ quái vật phá nát cửa sổ trời. Hugh với rút cố giữ đám quái vật bên ngoài còn Ellie với người khác thì chạy tới tầng hầm trốn. Xui xẻo là mấy thằng tà đạo đã chờ sẵn để bắt Ellie. Chúng lao tới tóm lấy con bé. Kelly chống cự nhưng bị chúng đá vào tường bất tỉnh luôn. Đám đó mang Ellie ra ngoài rồi con nhỏ kia cũng chạy theo chúng. Bà Lin điên lên chạy theo dí chúng ra bên ngoài. Bà ôm lấy hai thằng rồi ra hiệu cho Ellie chạy ngay đi.
Cô bé cố gắng chạy ra xa và rồi bà Lin vừa giữ đám kia lại vừa hét to hết cỡ. Thế là lũ quái bay tới làm gỏi luôn ba thằng du côn các đảng. Gia đình lúc đó cũng đi ra nhưng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Ngay lúc đó thì thằng đứng đầu lao tới bắt lấy Ellie. Nó thậm chí còn ra hiệu cho Hugh giữ im lặng. Nhưng không hề, lợi dụng cơn mưa to mà gia đình đã lẻn theo bọn chúng rồi tấn công bất ngờ. Hugh tức giận ghì chặt thằng trùm bằng súng nhưng hắn đã đâm dao vào bụng ông. Hugh liền dùng toàn bộ sức lực còn lại rồi đứng dậy đập thẳng đầu vào đầu thằng kia. Đó là chiêu thức của người bạn thân Glenn. Kelly cũng giúp đè mấy thằng còn lại xuống. Rồi cô tới giúp chồng rút con dao ra khỏi eo. Thằng kia cố gắng đứng dậy rồi ăn ngay một báng súng vô mặt. Lần này ông ta đập nó tới chết luôn. Sau trận chiến, gia đình trở về nhà còn con bé kia thì đi với mẹ nó. Phim cắt cảnh tới vài tuần sau đó. Gia đình đang đi bộ dọc cánh rừng. Họ cuối cùng cũng tới được nơi an toàn mà Rob từng nhắc tới. Ở cảnh cuối phim, Ellie với Rob đang săn vét P trong cánh rừng. Bộ phim kết thúc khi Ellie thắc mắc khi nào lũ vét P sẽ thích nghi được với cái lạnh. Và liệu con người có thích nghi được với cuộc sống im lặng không? Chứ cô là thích nghi rồi đó. Nhỏ này bị điếc mà.